Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Fit Điệp Wedding, kênh chuyên về chia sẻ những kiến thức liên quan đến việc tổ chức đám cưới. Hôm nay mình đang ở đây là cái resort khách sạn Sheraton ở Đà Nẵng. Mời mọi người cùng theo dõi xem là địa điểm này có gì thú vị để có thể làm nơi tổ chức tiệc cưới nhé. Đây là phần không gian sảnh đón khách của khách sạn. Đây là tổng thể cái view của cái phần bể bơi hướng ra ngoài resort, ngoài bãi biển của resort. Thì mọi người có thể thấy đây, cái phần có một cái phần sân khá là rộng này. Phần sân khá là rộng đẹp. Thì cái phần sân này là một cái địa điểm mà có thể tổ chức một cái tiệc ngoài trời cỡ được khoảng 300 khách. Các bạn bên phòng sale tuần này không hiểu sao có vẻ rất là bận. Mình đến khách sạn từ ngày hôm qua, nhưng mà nguyên ngày hôm qua mình có hẹn để mà nhờ các bạn dẫn đi đưa, nhưng mà không đi được. Sáng nay thì cũng chỉ sang vào phòng xem được cái phòng ballroom chính thôi. Chứ cùng mình cũng vẫn phải tự đi toàn bộ các không gian còn lại. Thì thôi mọi người cứ xem mình làm hướng dẫn nha. Đây là cái sân đây. Cái sân mà có thể đãi được khoảng 300 khách này, ở ngoài trời. Mọi người có thể thấy là cái sân này rất là đẹp đúng không? Ngay phía trước cái tòa này gọi là tòa The Green, tức là một cái nhà hàng. Chắc một cái nhà hàng gọi là chuyên các cái món nướng đấy, cho nên thành tên The Green, nhưng mà lần mình đang ở đây thì là nó đang đóng cửa. Mình cũng chưa được trải nghiệm. Mình mới chỉ ăn ở nhà hàng hải sản ở ngoài bờ biển thôi, ở sát bờ biển. Thì Sheraton Đà Nẵng nó có, như mọi người đấy, tổng thể nó đây, nó có hai cái tòa lớn cho các phòng nghỉ. Bể bơi rất là dài. Theo như quảng cáo đây cũng là bể bơi gần như là dài nhất ở Đà Nẵng. Thì bể bơi này những bạn thích bơi lội thì chắc là rất là ok đúng không? Mình lại quên mang kính bơi. Mà thời tiết cũng đang bị hơi lạnh nên là cái trường bơi là hơi căng ạ. Nói chung là với cái không gian và cái địa điểm tiệc như này thì mình nghĩ là với những cái lượng mà tiệc cưới hoặc là sự kiện mà với cái khối lượng khách lớn ấy, đấy, cần một cái phòng ballroom lớn để làm tiệc kết hợp với nghỉ dưỡng và bờ biển cũng đẹp hay là bể bơi cũng đẹp thì đây là một địa điểm là khá là phù hợp. Chi phí phòng cũng không phải là quá đắt đỏ. Như mình book qua app thì là phòng của mình là khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu một chút cho một đêm kèm ăn sáng. Thì như thế là mình thấy là giá cũng hợp lý. Đây, bờ biển vô cực ở sát biển. Nói chung mình thấy nếu mà ở đây mà nếu mà cái phần landscape này ấy, cho mình thấy là phần landscape này mà nếu mà có thêm cây xanh thì sẽ rất là ok. Phải thêm rất là nhiều cây xanh mà thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây là không gian bờ biển này.
Đây là nhà hàng bãi biển thì phải nói là rất rộng và đẹp đúng không? Không gian này mà nếu mà làm một cái sự kiện lớn ở ngoài biển này thì thoải mái luôn đấy. Giờ mình cùng đi sang cái phía bên đối diện kia nhé, xem có gì hấp dẫn không. Nói chung là cùng làm trong ngành dịch vụ thì mình có thể rất là hiểu và cảm thông với chủ đầu tư của những cái hệ thống khách sạn resort như này. Để mà đầu tư lên một cái nơi nghỉ dưỡng như này thì chi phí bỏ ra rất là nhiều. Nhưng mà đợt vừa rồi đấy, dịch 2 năm vừa rồi thì gần như là du lịch là bị ngưng trệ hoàn toàn. Thành ra là cái chi phí mà gọi là bảo dưỡng và duy trì một cái chỗ như này là mình phải nói là một cái gọi là trở ngại khủng khiếp đối với tất cả các bên làm dịch vụ nói chung. Đấy. Không có gì lạ là tại sao mà nhân sự rồi mọi cái nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đây, đây là cái bên bãi cỏ phía bên cạnh. Mình thấy khá là đẹp. Cái bên này cảm giác là như kiểu các cái biệt thự, các cái villa riêng biệt, nhưng mà không rõ như là đang chưa hoàn thiện xong hay là để như này. Cảm giác cũng bắt đầu có dấu hiệu bị xuống cấp. Nhưng mà nó lại cùng một quần thể này thì có khi là nó lại cùng, không biết là cùng một chủ đầu tư hay là riêng biệt như nào thì không rõ. Bãi biển rất là dài và đẹp. Thì như nếu mà những cái tiệc lớn mà muốn, với những cái tiệc lớn mà mọi người muốn tổ chức tiệc số lượng lớn ấy ở ngoài biển ấy, thì với những cái bãi biển rộng và đẹp như này ấy, thì mình nghĩ là cái việc đấy không thành vấn đề, thoải mái luôn đấy. Không có gì phải ngại cả. Cái tiệc này thì nếu một cái bãi biển này thì chắc là tổ chức cỡ cả 1000 khách cũng được. Đấy. Chỉ có điều là đều sẽ phải tuân thủ các cái yêu cầu của khách sạn về việc là thời gian thường là sẽ không được quá 10 giờ. Đấy, khoảng 9 rưỡi là đã phải bắt đầu xuống nhạc rồi. Và thứ nữa là sẽ có những cái tiêu chuẩn về việc là hát hoặc là tiếng ồn. Thì cái đấy là mọi người sẽ phải khi mà muốn book resort để mà làm tiệc cưới là bao giờ cũng phải hỏi kỹ phần đấy nhá. Tại vì sẽ có nhiều nơi là họ sẽ cấm không được hát karaoke ấy. Chỉ được ca sĩ chuyên nghiệp hát thôi, không cho phép khách hát karaoke, để tránh ảnh hưởng vào cái khách ở trong các cái phòng nghỉ. Đây là nhà hàng, nhà hàng ở ngoài biển thôi. Bây giờ mình vào để mình xem. Đây là cái phòng tiệc nhỏ đúng không? Phòng này là phòng Đà Nẵng Ương. Trong cái trường hợp đoàn mình 100 khách trở xuống thì có thể sử dụng phòng này để làm tiệc cưới bữa tối. 100 khách thì phòng này đủ à? Dạ, 100 khách thì bàn tròn phòng này đủ. Tuy nhiên đấy, là nếu mà anh set up nhiều ấy thì cái số lượng 100 khách thì thực sự là hơi chật. Ừ, chật đúng không? Tại vì anh nhìn thế này là anh đã thấy chứ còn chả có chỗ để sân khấu rồi. Thì cái set up theo tiêu chuẩn của nó là bàn tròn là 100 cho khách người châu Á.
Nhưng mà nếu mà trong trường hợp anh set up nhiều hoa, nhiều mọi thứ á, thì nó sẽ rơi vào tầm cỡ 70 trở xuống. Thì đúng không? Khu vực này có thể là khu vực chờ của khách vào reception. Trong trường hợp đoàn mình số lượng lớn hơn thì sẽ sử dụng ballroom. Thì hai bên đi lên ballroom thì bên em sẽ có hai cầu thang như thế này. Ballroom bên em chia làm 3 phần. Nếu mà mở hết partition ra thì sẽ chứa được 900 khách bàn tròn. Tuy nhiên là sẽ chia làm 3 phần được như thế này. Cái này là 2 phần của một ballroom lớn. Cái này là đang vận động vách thì đúng không? Hay là đây là cuối rồi? Vách này, cái này là hai phần của ballroom lớn. Tức là vẫn còn mở tiếp ra bên đằng sau được nữa đúng không? Mỗi phần này là có một cái chùm đèn to đây đúng không? Bên kia không có chùm đèn to. Anh có thể qua kia coi thêm. Đây là hình như là cái ballroom lớn nhất mà được khoảng 1.000 khách đấy đúng không? Ở Đà Nẵng đúng không? Với số lượng khách 200 đổ lại cùng với decoration mọi thứ thì có thể sử dụng phòng này. Là đẹp không? Em nghĩ chủ yếu đám cưới sẽ sử dụng cái size phòng này. Cái này kê thì thoải mái rồi. Dạ. Trần là cao 10m. Nhưng ví dụ nếu mà chỉ dùng mỗi phòng này thôi ấy, thì cái phần sảnh mà để lấy được để mà tiếp khách ấy, thì cũng chỉ cái khu này thôi đúng không? Đúng, nó bị hơi hạn chế nhỉ? Lại đúng cửa cầu thang máy lên luôn đúng không? Thì cũng tùy, nếu mà trường hợp bên đấy, bên em cái ngày đấy bên em không có không có khách thì vẫn có thể để thêm thôi. Thì đúng rồi, bên em vẫn linh động cho sử dụng ấy. Anh có thể quay thêm cái phần ngoài trời ấy. Ngoài trời có cái bãi cỏ cho gần khu lễ tân á. Nhìn ở trên xuống anh có thấy cái bãi cỏ đó đúng không? Cái bãi cỏ rộng á. Khu lễ tân gọi là khu lo. Anh có thể tí lại. Trước cửa khu lễ tân á? Không, lễ tân xong rồi sau cái... À phía sau gì? Phía cái cửa của cái khu green đấy gì? Cái tòa green đấy đúng không? Dạ, anh có thể check cái phần đó, anh có thể quay... Chỗ đấy cũng có thể làm được đấy đúng không? Dạ đúng rồi. À, thế ở dưới này thì anh hỏi là chỉ là đón khách thứ thôi à? Vì trong thì không có gì à? Chỗ đấy là khoảng 300 khách trở xuống thì cái bãi cỏ đấy. Ok. Em phải đi về. Rồi ok em không vấn đề gì. Ok. Rồi mình sẽ cùng nhau xem cái phòng nghỉ nhá. Phòng cơ bản của mình book đây xem là như nào. Điểm rất là lớn của phòng nghỉ, phòng rất là rộng, phòng rộng và đẹp. Phòng tắm,
Phòng nghỉ thì mình cơ bản là mình không thấy có gì phải chê cả. Đẹp và sang trọng, mà nói chung là ở mức rất là vừa phải. Nội thất phù hợp. Đây là view ra ngoài cửa sổ đây. Đấy, đây là view phía trước phòng nghỉ của mình. Thì là có thể thấy là một bãi đất trống. Dưới rất nhiều bò gặm cỏ. Chắc là có lẽ đây là một cái khu mà đang được quy hoạch để làm. Để làm thành một cái resort hoặc là một cái gì đấy sắp tới, nhưng mà chưa, hiện tại chưa làm. Nên là đang để trống. Mình đã dẫn các bạn đi một vòng của cái resort khách sạn Sheraton ở Đà Nẵng. Thì là hy vọng mọi người đã có một cái nhìn tổng thể khá là rõ ràng về cái địa điểm mà có thể tổ chức tiệc Destination Wedding như này. Nó sẽ có rất là nhiều cái không gian cho rất là nhiều cỡ khách khác nhau. Từ những cái cỡ khách, những cái đại tiệc cỡ lớn với hoặc là sự kiện cỡ lớn với từ khoảng 1.000 khách cho đến những cái tiệc ngoài trời cỡ nhỏ hơn. Hoặc là ví dụ ra ngoài bãi biển thì cũng có thể tổ chức được cái lượng khách rất là lớn. Đều có thể có những cái không gian phù hợp cho mình. Ngoài ra cũng có những cái phòng cỡ nhỏ, những cái phòng đầu tiên mình vào là khoảng tầm 70 người trở xuống thì là cũng có thể tổ chức được một cái tiệc cưới hoặc là một cái sự kiện cỡ nhỏ. Đấy, và cộng thêm với cái hệ thống phòng nghỉ và cái giá cả rất là phù hợp này thì mình nghĩ là đây là một cái địa điểm mà khá là phù hợp cho những cái khách hàng muốn tổ chức một cái tiệc cưới Destination Wedding hoặc là một cái sự kiện ở tại Đà Nẵng. Mọi người xem nhớ like, share cũng như subscribe kênh của mình để có thể theo dõi những video tiếp theo nhé. Chào cả nhà.